Xin kính chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ các bạn một cái login được hỗ trợ trên Photoshop. Thì đây là cái login các bạn có thể sử dụng dưới phần mô tả video. Thì mình sẽ review một vài chi tiết trên này để cho các bạn tham khảo trước khi mà các bạn quyết định cài ha. Đây là cái login hỗ trợ cho chúng ta chỉnh những cái vùng sáng trên răng. Thì hiện tại mình đang test cho các bạn thì nó hỗ trợ chúng ta chỉnh cái vùng răng nè. Các bạn thấy nó đây là một cái login thì mình thấy nó cũng khá là hay ha. Các bạn có thể kéo lên, kéo cái chế độ Amono này nè, nó chỉ duy nhất điều chỉnh trên cái thanh này thôi. Chúng ta có thể set và kéo lên cái độ trắng răng tùy theo các bạn mong muốn ha. Đó, after và before thì ở đây nó hỗ trợ chúng ta trên login nên mình cũng rất là dễ sử dụng ha. Đó, vậy là xong. Mình nghĩ đây là một cái login nó chỉnh tổng thể nên các bạn nên cần phải lưu ý khi mà các bạn sử dụng, các bạn nên khoanh dùng lại nó sẽ hiệu quả hơn nha. Rồi bây giờ mình sẽ test cái tấm ảnh này bằng cách là chúng ta khoanh dùng. Mình không hiểu sao cái login này nó nhận diện hết những cái vùng ở trên tấm ảnh. Ở đây thí dụ mình khoanh cái vùng này đi để mình chạy nè. Thì các bạn cài vào trong Photoshop thì nó sẽ tự động vào Photoshop ha. Cái Imadio này nè, nó gì đó, mình thấy cái trường hợp này thì nó làm trắng răng khá là hiệu quả nha. Nó mình thấy khá là hay, làm một phát cái là nó trắng đẹp liền đó. Đây là một cái tấm ảnh mình thấy cái chế độ trắng răng của nó nhìn thấy cũng khá là tự nhiên nè. Đó các bạn thấy không, rất là hay ha. Thì so với Retouch 40 thì cái này nó nhẹ hơn, tại vì các bạn chọn là nó làm trắng răng ngay lập tức đó. Rồi tương tự như vậy mình sẽ test cái tấm ảnh này. Thì mình vẫn khuyên các bạn nên khoanh dùng ha. Đó, các bạn nhấn phím chọn một lần trên filter là nó sẽ tự động nó lưu lại luôn. Đó, mình thấy khá là hay ha. Rồi, thì các bạn nào quan tâm thì có thể tải về và sử dụng dưới phần mô tả video nha. Đây, tương tự như vậy mình sẽ làm cái tấm này thêm. Đó. Ok. Đó các bạn thấy không? Cái vùng này nó sẽ bị lem ra ngoài nè. Nên các bạn khi mà các bạn sử dụng các bạn lưu ý giúp mình là hiệu quả thì mình sẽ khoanh cái dùng răng lại á, thì chúng ta sẽ tối ưu hơn khi mà các bạn sử dụng cái login này ha. Đó, ok. Rồi mình thấy cũng khá là nhanh và hiệu quả. Rồi thì các bạn nào quan tâm thì mình để link cho các bạn tải ha, hoặc là các bạn truy cập vào trang web tiếngvtech.com. Thì nơi đây mình sẽ chia sẻ các bạn những cái ứng dụng phần mềm mới nhất mà mình thấy hiệu quả, mình chia sẻ các bạn về lĩnh vực chỉnh sửa ảnh. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể tham gia vào group ha, vào group để chúng ta chia sẻ những cái kinh nghiệm ở trên đây. Thì những cái group thì mình có cái gì mới thì mình cũng chia sẻ lên đây trước ha. Rồi xin cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn lại các bạn những video tiếp theo. Đây là một ứng dụng mình thấy nhanh và hiệu quả, các bạn nào cần thì có thể tải về và dùng ngay nha. Rồi, xin chào.